và chào mừng các bạn đến với cả channel của mình. Mình là Mr. Vịt Vlog đây các bạn ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cả một video tiếp theo trên kênh của mình. Thì trong video trước các bạn đã được xem mình quay một cái video đó là nhận nuôi bé mèo rồi. Và rất nhiều bạn đã comment xuống dưới đấy là để đặt tên này, cũng như là các bạn đã yêu cầu mình là hãy quay thêm video với bé mèo này đi. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cả một video tiếp theo cùng để xem ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định là chọn cái tên nào cho bé mèo này. Và đặc biệt là mình phát hiện ra một điều thú vị các bạn ạ. Đấy chính là không phải một mình không biết đến sự tồn tại của bé mèo này, mà các thành viên còn lại trong Hero Team cũng không biết là trong Shop Hero có một nhân viên là nhân viên mèo các bạn ạ. Và để ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định là bế bé mèo đi gặp các thành viên đấy để xem phản ứng của mọi người như thế nào nhá. Còn bây giờ thì chúng ta đi thôi, let's go. Hiện tại thì có rất là nhiều bạn đặt tên cho bé mèo này, nhiều lắm các bạn. Nhưng mà có một cái tên mà sau khi hôm qua mình lướt comment mình đọc thì bạn ý có một cái tên mà khiến cho mình vẫn nhớ nhất. Mình cũng chưa biết là chọn tên nào nữa các bạn, nhưng mà có một cái tên khiến cho mình đến ngày hôm nay mình vẫn nhớ, bởi vì nó rất là dễ nhớ các bạn. Nó tên là bé Tan Tan. Các bạn nghe tên nó hay không? Hôm qua mình xem rất nhiều bình luận, nhưng mà cái bình luận là có một cái bình luận đấy là mình nhớ nhất. Nên mình sẽ quyết định gọi bé này là bé Tan Tan nha. Ok, bây giờ mình sẽ thử lên để mình cho các thành viên khác để gặp mặt xem là liệu nó sẽ như nào nhé. Muda ơi, hả? Xin chào. Em biết đến siêu nhân này chưa? Các bạn nhìn nào. Mimi có hai bé mèo này. Và mình nghe trong lịch sử thì bạn này bạn ấy tên là Remix ở dưới shop, nhưng mà mình sẽ gọi bạn ấy là Tan Tan. Và mình nghe gô đồn là Tan Tan rất là đầu gấu bạn. Và hôm trước là cho lên trên này là Tan Tan đấm nhau với cả hai bé mèo của Mập đúng không? Đúng rồi, có đấm nhau với con mèo của em, sao con mèo cũng đấm lại hai đứa đấm nhau. Trời ơi. Sao Tan Tan xuất hiện cái mà dưa hấu với cả con này con gì? Annie. Annie hey. Với cả dưa hấu chạy mất rồi. Trời. Khé bạn, khé. Dưa, Tan Tan đầu gấu vậy Tan Tan. Thôi, không nên đá nữa. Đây chào bạn. Đấy, và thấy mình nghe đồn là bạn Tan Tan này lên đây là được uýnh nhau, uýnh lộn với cả bé dưa hấu, với cả bé mèo của Mập. Dưa hấu thì có vẻ rất là hiền nha bạn. Đây. Trời ơi, hai đứa nó khè kìa. Tan Tan. Hai bánh một không chuột cũng què, tại sao lại để cho một đứa bắt nạt này? Xong, hai đứa mình trông hèn rồi, xong lại để cho lắm. Để nó bắt nạt rồi. Đồ giang hồ này. Đồ giang hồ này, bé mèo giang hồ này. Trời ơi. Ghê. Bé mèo gọi là mèo giang hồ vẫn. Ghê. Ui nó ghê. Nào. Đồ giang hồ này. Tên bạn này là Remix nha bạn, nhưng mà mình gọi nó là Tan Tan, bởi vì các bạn thích gọi nó là Tan Tan thì mình sẽ gọi nó là Tan Tan. Ok. Tạm biệt Tan Tan. Bye bye. Bye bye cái đồ giang hồ. Tạm biệt đồ hung dữ. Đồ giang hồ. Nhìn cái mặt này mà giang hồ dữ. Ê nhưng mà nó sợ nên là bám này. Dạ đúng rồi. Tức là mình giang hồ, nhưng mà mình giang hồ phát tan mà. Mình cũng sợ hai đứa nó sợ bị quay á. Sợ thả ra sợ nó sẽ bị quắn á. Sợ thả ra là bị quắn nên nó bám rồi mà. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta lên tầng tiếp theo nhá. Các bạn nhìn này. Đây là một phiên bản Tan Tan, phiên bản giang hồ phát tan. Giang hồ này là giang hồ mạng nha bạn. Mất wifi là chết. Nên là giang hồ này đi khè người ta nhưng mà hai tay vẫn bám các bạn ạ. Bám lắm. Lúc nãy thì không có bám đâu, nhưng mà đến lúc mà cho đi gặp mèo khác thì bám. Thật kinh khủng. Em có biết đến con mèo này không? Phong có biết đến sự tồn tại của con mèo này không? Ủa? Ở đâu ra vậy? Đây là nhân viên của Shop Hero đã làm việc cho shop mình phải tính bằng năm rồi đó. Là có nghĩa là đây là nhân viên mèo đúng không? Đúng rồi. Mèo của công ty mình đúng không? Chuyên chịu trách nhiệm đuổi chuột cho Shop Hero mà tới giờ anh mới biết. À. Chuyên đây không phải là thú cưng bình thường nha bạn. Đây là nhân viên của Shop Hero làm việc. Mà shop mình hình như là nhiều chuột lắm đúng không anh? Sao đây này. Mèo mập dữ vậy? Đây này, nhờ con mèo này đi đuổi mấy con chuột đấy nè. Cả năm. Em thấy sao nó mập dữ vậy ta? Trời ơi, bế cái nhà con. Trời ơi, sao mập quá vậy? Anh xuống anh nhìn thấy mèo dưới shop anh kiểu, ủa, mèo đâu ạ? Ở shop mình phải đến hơn năm nay rồi anh, đi đuổi chuột cho shop. Trời ơi, mập cực kỳ luôn anh nhìn này. Các bạn nhìn nè, cái này là không phải là cái lông của nó các bạn, cái này là cái má của nó thiệt, cái đầu của nó thiệt nha, mập cực kỳ luôn nha. Trời ơi. Đây là làm công ăn lương cho làm công ăn lương cho Shop Hero, được trả lương bằng cá với cả thịt. Trời mà ơi, làm cả quá. Làm cả năm nay mình không biết nhân viên này tồn tại luôn các bạn, mình cảm thấy mình có lỗi. Mà tên nó ta gì anh? Nó tên là ở dưới shop gọi là Remix. Remix. Đúng rồi, nhưng wow. Mà các bạn trên video đang đặt tên nó là con Tan Tan. Tam Tam. Tan Tan. Tan Tan. Ờ, xong rồi Mimi gọi nó là con Pepsi, nó nhiều tên lắm. Rồi em cũng đặt tên cho nó, cái em sẽ đặt tên cho nó là lợn. Cái gì? Cho nên em sẽ gọi nó là con lợn. À, trời nó mập quá mà anh, nó mập như em. Trời chuyên chịu trách nhiệm đuổi chuột cho Shop Hero ấy bạn. Hôm nay không. Cái đợt mà về shop với anh mới biết có con mèo này trong shop ấy chứ. Rồi con ơi. Trời anh bế nó cho em đựng cái mặt nó xíu rồi. Trời ơi con ơi. Nó ăn gì mà con mập quá vậy? Ừ, trời nó ôm dịch kìa, Rồi. Con mèo kiểu tôi mập chắc ông không. Ôi con ăn gì mà con mập quá vậy con. Trời ăn gì mập quá vậy. Đây là nhân viên của Shop Hero các bạn, mình đang đi giới thiệu cho các thành viên biết là có nhân viên mèo nha các bạn. Ok, cảm ơn Phong cận rất nhiều.
Bây giờ mình sẽ đi giới thiệu cho nốt cho Sam, Sim với ở Camui nữa để cho mọi người biết đến sự tồn tại của bạn mèo này. Cảm ơn Phong, thank you Phong. Sim ơi, Sam ơi, dạ. Nhìn này. Mèo, mèo tan tan gặp mèo Simbi mà chạy ra sao? Trời ơi, em là mèo, em là gấu tuyết mà đúng không? Đây, cho bê cái, bê cái, ngoan lắm, hiền lắm. Trời ơi, cái gì mà như cục bông vậy? Ê, mèo tôi quặp nha, mèo tôi quặp nha. Tay cụp, tay cụp. Tay quặp. Mọi người biết không? Thực ra là bản thân mọi người cũng là chủ sở hữu của chú mèo này đó. Ôi, dễ thương. Ủa mèo đâu ra vậy? Mọi người biết sao không? Bởi vì bạn mèo này là nhân viên của Shop Hero. Từ từ xem ai cướp sổ gạo gì sao cọc dữ con. Bạn này bạn ý ở dưới Shop Hero và làm công ăn lương bắt chuột cho Shop Hero mình cả năm nay rồi. Trời ơi sao không nhận nhá? Sao vậy? Đi làm công cho Shop Hero cả năm nay đi đuổi chuột á. Hình như là không biết hai chị em mình thì phải. Hình như sợ nè, đâu có trả về cho người đàn ông chủ nè. Không thích nè. Không thích con gái rồi. Mê trai chắc luôn. Mê trai. Mèo cái mà. Đó thì đó mê trai đó, thấy chưa? Mình kia. Mình ôm á. Thế mà nó thì quạt mặt vô á, dịch ôm ấy. Đây ơi. Đây là nhân viên của Shop Hero nha, Sim Sam. Hy vọng các bạn đi ăn, đi chơi đâu về nhớ mang về đồng lương con cá cho nhân viên ăn. Nhìn thấy bé quay qua nhìn mặt như này. Cho con cây mai nè con. Cho cây mai. Cho cây mai, cho cây bông nè, cho cây đó, cho cây chị đào đó. Chạy kìa. Nó không thích mình rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Làm tiệm nhân viên mê trai của năm nha, cháu chưa này. Ok. Mèo tan tan khi gặp mèo Simbi chạy mất dép các bạn. Đến thành viên tiếp theo thì thành viên này đã quá quen rồi các bạn. Đây là Meme nhưng mà mình vẫn sẽ gọi Meme nha. Để mình cạnh tranh với Meme. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mở cửa mở cửa. Xin chào Mẹ. Anh muốn thông báo cho Meme biết là sau khi mà anh đăng clip lên thì các bạn ấy bảo là muốn đặt tên mèo là Tan Tan. Tan Tan. Tan Tan. Tan Tan. Tan Tan. Đá tan, băng tan. Tan. Tan Tan. Tan. Ừ. Tan có g. Không. Tan Tan. Tại sao lại đặt tên Tan Tan? Không biết được, các bạn ấy có một chim video ở đặt tên là Tan Tan. Nhưng mà nó là remix mà. Tên nhân viên là remix. Lên trên này gặp Mimi thì đặt tên ở trong nhà là Pepsi. Đúng. Xong rồi bây giờ lên clip làm idol thì lấy nghệ danh là Tan Tan. Người nổi tiếng có nhiều biệt danh. Idol Tan Tan các bạn. Tan Tan nha bạn. Người nổi tiếng có nhiều biệt danh là dễ hoạt động bạn. Hôm nay chỉ lên báo cho em thôi, chỉ vì anh biết là thực ra các bạn biết không, thực ra Tan Tan là chơi với cả Mimi suốt rồi các bạn. Mình còn biết đến sự hiện diện của Tan Tan sau khi mà Mimi tới đợt mà hôm qua các bạn xem đấy, là lúc mà chúng ta đi tìm đến bạn này thì phải. Thế á? Ê anh bế nó xuống dưới phòng của Mora, nó khè hai con mèo Mora luôn. Nó sợ mà, nó sợ mình sợ là ông anh phải để cho nó tiếp cận từ từ á, chứ mà anh thả nó vô luôn là nó sẽ trầm cảm á. Nó khè người ta mà tay nó bám anh. Thì đúng rồi, nó sợ. Nó kiểu giang hồ nhưng mà giang hồ mạnh. Nó tức là anh phải kéo nó lại. Ok bạn. Hiện tại thì mèo béo đang về quê rồi nên mình không khoe mèo béo được. Bây giờ mình sẽ đi tìm mình khoe với cả Yabun. Ok. Bun ơi. Xin chào. Wow. Đây là con chó. Con chó sao? Dễ thương gì? Tên gì? Tên ở dưới shop mà tên nhân viên là Remix, là nhân viên của Shop Hero chuyên chịu trách nhiệm là bắt chuột. Còn tên ở trong nhà là Mimi đặt là Pepsi. Còn nghệ danh bây giờ chính thức khi lên YouTube là Tan Tan. Gì mà con gì mà 1-3-4 tên gì. Từ nãy giờ là chuyển bối cảnh nhiều quá nên là idol Tan Tan đang không biết là mình đang bị bê đến thế giới nào ạ. Không sao, đây ok ra đây. Ê nó bắt đầu nó quen mình rồi các bạn. Nó bắt đầu quen hơi mình rồi nên là đưa cho mình cái nào nó kêu tay sang nó bế mình nè. Đây, ôi khổ nhắm chương lắm. Xin chào Tan Tan. Từ từ, mình muốn thử một cái việc với Tan Tan giống ở trên TikTok các bạn. Đây người ta gọi là gì ta? Súng mèo. Đây, súng mèo. Từ. Đi. Bé Tan Tan lên chơi với cô Camu nhá. Chào mừng con đến với cả đệ nhất thần ăn. Mui ơi, cho Mui xem cái này này. Chào con nhá. Lại đây con. Nhân viên của Shop Hero. Game mà. Biết con này hả? Game mà. Camui có vũ khí các bạn ơi. Adu, cho cái này đúng không? Không, tất nhiên là không, nó là của mình mới mua ấy. Bao tiền? 20. Cho đi. Không. Cho đi. Không, quan trọng là phải công mua. Cho đi. Không. Cho đi. Ê, bạn biết sao không? Cái bé này ngày trước á, nó gầy nó bé lắm, bé xíu. Cho đi. Mình đang xin Camui súng ạ. Không là không. Cho đi. Không. Không cho mượn đi.
treo chả gì chưa biết. Cho mượn. cho mượn xuống ngồi livestream bắn mấy đứa quạt. Nhớ follow và thả tim. Trả tiền công không đấy? Có trả tiền công cho bé không đấy? Hả? Bây giờ hình như đi quay các phòng đúng không? Không, không trả tiền công cho Tan Tan nhưng mà mất mấy bịch bánh trắng cho mấy bạn nhân viên shop rồi. À, phải trả pate chứ. Ồ, nó ăn pate à? Ủa, cho mẹ ăn pate này nhất rồi, còn muốn gì nữa? Tưởng ăn chuột. Điên à? Biết làm sao tại sao lớn này không? Mẹ ăn pate. Ăn nhiều pate quá à? Ừ, nhân viên shop sẽ nuôi sáng pate. Thấy nhân viên sốt suốt ngày phải úp mì gói ăn mà mèo ăn pate. Toàn phải ăn mì gói với cả cùng lắm đi ra ngoài ăn hủ tiếu mà mèo ở nhà ăn pate. Thôi rồi, bạn đi được rồi đó. Hả? Bạn đi đi. Để đây hả? À? Để đây được không ạ? Thấy người ta đang ngồi chiêu chiêu à? Nhưng mà để... Người ta đang ngồi không? Sắp ngủ đến nơi rồi. Mà để luôn đây hả? À? Đi đây. Tí tự mang xuống trả nhá. Chứ đâu bạn mang này, bạn lên mang xuống. Ủa? Thôi đây, bể xuống trả. Đâu bê xuống sắp. Không. Ê, bê lên phòng Camu khoe mèo cái làm video khoe mèo cái mất mèo ạ. Tan đây đi về đi con. Tên Tan hả? Tên ở shop, tên nhân viên là Remix, tên ở nhà Mimi đặt là Pepsi. Còn nghệ danh lên YouTube là Tan Tan. Yeah. Kiểu như là nghệ danh là Tan Tan các bạn. Đối thủ cạnh tranh của Mono. Mỗi tội không biết hát. Đi về đi, đi xuống shop đi. Nãy đang nằm du lịch ở dưới shop thế là tự nhiên bị Mr. Vịt bế đi để quay video. Thôi xuống shop đi con. Thôi đừng tin vào Camu. Xuống shop đi. Bye bye Camu đi. Bye bye đồ mui. Bye bye đồ mui lùn. Bye bye. Cho tao chơi thử cá sấu nha. Con nhìn này, con nhìn con này. Tan ơi. Solo không? Tan ơi, có thử muốn cho đầu vào cho cá sấu gặm không? Không. Ông im đi, ông đi ra đây. Ông đừng hành hạ con tôi. Đây là ông Mr. Vịt, là ông kẹ của Tan Tan nha bạn. Ok thôi được rồi. Lao động một ngày vất vả rồi. Đi xuống dưới hấp thôi. Hôm nay cho Tan Tan đi gọi là gặp tất cả những thành viên trong Hero Team. Bây giờ giả Tan Tan về thôi, cho lao động rồi. Tôi đã lao động được 20 phút rồi, bây giờ tôi cần phải nghỉ ngơi thôi. Cho Tan Tan về xuống dưới top chơi nhá. Nằm ở trên bàn nhá. Có khách hàng đến thì nhớ bảo mọi người là cảm ơn mọi người vì đã đến shop Hero mua đồ. Cảm ơn các cô các chú đã mua đồ tại shop Hero. Để cho Tan Tan có pate ăn. Còn các cô nhân viên thì vẫn phải ăn mì gói. Bởi vì mình biết là nó ăn pate bạn. Lâu lâu thỉnh thoảng mình thấy các bạn nhân viên trong shop ấy vẫn phải ăn mì gói với cả ăn hủ tiếu ấy, bởi vì không muốn tốn tiền ấy. Các bạn vẫn là sinh viên và vẫn đang đi làm ấy, mà cần phải để tiền thuê nhà với cả để tiền mà làm những thứ khác nữa. Mà Tan Tan ăn pate. Đúng là cái đồ con mèo. Đúng là cái đồ con mèo. Xuống rồi shop và con nằm nhá. Xin lỗi. Biết rồi. Xin lỗi. Xin lỗi vì đã mượn mất 20 phút. Đây. Quen thuộc chưa? Nhìn chỗ này quen chưa? Trả về nơi sản xuất. Đây, đây là lãnh địa của bạn. Bạn nữa nẹo đi ạ. Cho nó lên phòng của Mora mà nó khè luôn mấy con mèo chứ, gựa đầu gấu rồi chứ, giang hồ mạng rồi chứ. Nó khè nhưng mà hai tay nó bám vào người anh bám chặt luôn, nhưng mà mồm nó thì lại que khè người ta. Thấy không? Gương mặt giang hồ phát tham. Lên thì khè người ta, khè con nhà người ta, hăm dọa. Mà hai tay thì bám chặt, nó bám lấy hai tay nó vào, nó bám vào người anh này. Quay mặt, nó quay mặt ra kia xong nó khè. Đấy, bây giờ nó nằm đây, nó nằm ưỡn nẹo, nó vẫy đuôi chứ. Nó biết đây là nhà nó mà tầng trên không phải nhà nó. Đã quá ha. Ok. Tạm biệt. Xin chào tạm biệt. Đây chắc là cái giỏ của Tan Tan này các bạn này. Cái giỏ này là các bạn nhân viên shop là hay đưa Tan đi chơi này. Đó, đây cái giỏ này này. Chắc là giỏ này là giỏ phụ kiện để chuyên đưa bạn Tan Tan bạn đi phượt với cả đi chơi của nhân viên shop. Ok, cảm ơn bạn đã xem video của mình. Thì nếu bạn thích video này nhớ cho mình một like, một subscribe nha các bạn ơi. Và cảm ơn idol Tan Tan. Ngày hôm trước mình đăng video mình thấy các bạn đúng là cái gì liên quan mình đã nghĩ rằng là dạo này các bạn thích xem kiểu chó mèo ấy. Thành ra là mình mượn Tan Tan để có thể cho bạn coi. Và Tan Tan ở dưới shop nha các bạn, nên là mình dùng từ mượn. Nhưng còn thực ra là các cái bạn người chăm sóc và gọi là chủ chính của Tan ấy là các bạn nhân viên shop. Còn vì là Tan Tan làm việc ở trong shop và là mèo của shop Hero, nên là cũng có thể coi Tan Tan là một thành viên của Hero Team từ đó đến giờ luôn các bạn. Nhưng mà mỗi tội thành viên này độc lạ bình minh không ạ? Đến tận bây giờ mới biết. Làm việc cả năm rồi mới biết các bạn. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Và nếu như bạn thích video này thì cho mình một like, một subscribe. Nhớ là ấn cái nút đăng ký kênh nha, bởi vì nó miễn phí. Và lần sau thì mình sẽ quay một video khác cho bạn coi. Và tên chú mèo sẽ chính thức là Tan Tan nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người muốn xem mình quay video gì tiếp theo, nhớ để lại bình luận xuống dưới, mình sẽ thực hiện cho bạn coi nha. Bye bye.